xin chào tất cả bạn, lại là mình Sơm đây. Thì bạn ơi, thì mới hôm mình làm xong con diều này rồi nhưng mà không có gió để đâm thử cho bạn xem nhá các bạn nhá. Đây, hôm nay mình đâm thử con rái tròn các bạn ạ. Đây, siêu phẩm rái tròn mình mới làm xong các bạn nhá. Đây, rái tròn. Đây, đây rái tròn như này mình nhá. Đấy, đây là mình làm đây. Đây, đấy, đây nhá. Đấy, rái tròn các bạn nhá. Đây mặt đằng trước các bạn ơi. Rồi, đây nhá. Tròn này các bạn ơi. Đấy, không biết có nên được không các bạn ạ. Không nên thì hơi buồn các bạn ạ. Đây là sáo của mình làm cho bạn Long Eo Vì nhá các bạn ơi. Thì bạn ấy hôm nọ đã chúng gửi nhà được nhiều người like bình luận của bạn đấy. Thì mình sẽ tặng con sáo này nhá. Đây các bạn này, không để mình xong đâm thử cho bạn xem. Đấy, mình quay chi tiết con diều cho bạn xem nhá. Đây rồi này. Bạn nha, không biết có nên không bạn ạ. Kéo căng, kéo đi. Mình đâm để cho đây nó chịu khung lúc nhá, vẫn hơi lánh một chút gọi, tại vì cái sáo nó hơi nghiêng sang bên tay trái một tí. Hơi sáo hơi nghiêng bên tay trái một tí ạ. Con không đứng như con nhảy cơ. Người đánh một bên. Ngộ đá. Mình kéo xuống này chỉ cái sáo nhá, tại vì lúc mình buộc cái này nó chưa cân quá. Để bạn mình đâm lại bạn này.
Không đâm à? Đâm à? Con thằng đâm à? Được lên được. Đây bạn ơi, lên được bạn ạ. Đấy. Đây. Hơi ổn quá ạ. Nhìn khá là cứt quá này. Đấy, đáy tròn nhỏ nha. Nó hơi bị ghém một tí bạn nhá, đây mình sẽ đi thêm ạ. Hơi nắng ạ, nhưng mà hơi ồn. Có loa ở thôn mà nhá. Thế mình sẽ tra cho nó cao cao để xem nó đỗ không các bạn nhá. Phim không ạ? Để kéo cao phê con này. Đây là cao phê. Đấy, ở đây nghe xéo đu đu, không biết là trong video nghe tiếng không mà nhá. Đu đu đu. Các bạn ạ, hơi nắng, bây giờ là bắt đầu mới gió đang về các bạn nhá. Đây, giấy tròn nhá nên khá là gắt các bạn ạ. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Nên khá là gắt. Đấy thì sáo của bạn đấy à, bạn gì nhỉ? Quên rồi. Mình quên tên rồi. Thì mình cũng chắc là mai cũng xin gửi cho em nó nhá, bạn nhá. Đây, mình tra hết cho quả này bạn. Đây. Đây tra hết quả này bạn nhá. Đây. Thôi mình đánh một tí vào đây. Nó kéo dây khá là ác. Đây, mình để xem nó độ cất nó như thế nào bạn nha. Đấy, khá là gắt. Không nhờ được cái diều dáng này. Các bạn biết dáng này ở đâu thì các bạn comment bên dưới nhá. Nói chung là mình ăn cầm nhái được bạn. Nên được bạn này. Đấy thì bạn ơi, giờ mình lên nhá, mọi người xem thì hay nhớ like đăng ký hộ mình nhá. Nếu mà ai quý mình thì chia sẻ đăng ký ủng hộ mình nhá. Thì video mình cũng kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Bye.